kiểu người bôi kem chống nắng khiến da bị tệ đi. Kiểu một, lấy một lượng vừa nhỏ để bôi cho tiết kiệm. Một tuýp chắc phải dùng 4-5 tháng mới hết. Kiểu 2, bôi qua loa vài quẹt lên mặt gọi là bôi cho yên tâm, đỡ sợ ánh nắng. Kiểu 3 là bôi kem chống nắng rồi cứ tưởng mình là nhất, không chịu khẩu trang, mũ nón hay là áo chống nắng, thậm chí còn chẳng thèm dặm lại kem chống nắng. Kiểu 4 là người chơi tâm linh, cảm xúc, trời đẹp, vui thì bôi, buồn, trời xấu, thậm chí là nhìn ai đó ghét cũng chẳng thèm bôi.